xíu mà nó hùng ghê lắm. Đầu video cho Dương gửi lời chào đến cô dì chú bác cùng những anh em bảy gắn đang xem clip của Dương ha. Thì bữa nay thì cũng là 26 Tết rồi. Thì Dương thăm cái chuyến bảy này nữa là Dương cũng nghỉ vài bữa đang dọn dẹp nhà cửa để đón Tết nha anh em. Thì năm mới Dương cũng chúc anh em phát tài phát lộc và vạn sự như ý ha. Thì Dương cũng vừa đến nơi thăm bảy rồi. Bây giờ Dương sẽ mời những anh em và cô dì chú bác cùng trải nghiệm và theo dõi hôm nay Dương thăm những cái bẫy gắn ha anh em. Đây Dương vừa tới cái bẫy đầu tiên. Đây cái bẫy của Dương ở trong mấy cục đó. Cái bẫy này lên sóng là cũng mấy chuyến rồi. Đó cái điện thoại Dương giờ nó báo rồi anh em, báo 8 giờ. Điện thoại đọc thiệt chứ. Cứ 1 tiếng là nó báo 1 lần, 1 tiếng là nó báo 1 lần. Ấy da. Bẫy này hai mấy chiếc này còn rồi chiếc này nó nhà hiều luôn, còn chuột chạy ra chào luôn. Giờ mình cái chiến này thăm bảy là mình nghỉ cũng hơi lâu quá anh em, phát cho bịch lúa chà bá luôn cho nó ăn nữa đấy, qua Tết luôn. Cái tình hình chức vớt nữa, trời ơi trời, gọi dính không ngựa anh em ơi. Ây da, lâu lắm rồi mà dính được không ngựa, không ngựa không to nha, chàng khè luôn. Ô trời, bích lập luôn rồi. Trời ơi trời, cái lợp của Dương là cái lợp này nó nhỏ xíu luôn á anh em. Này á, ngon lành cành đào, hổ ngựa này 6-7 lạng á. Cái lợp này à, lợp 8 ly mà nhỏ, nó đội cong hôm luôn rồi. Ngon lành. Em bữa chà bá luôn. Con này được 6-7 lạng á. Trời ơi trời, cái đầu nó bự hết hồn luôn trời. Rồi, kệ lâu lâu mà dính được con mà gắn bự bự cũng được. Quá đã luôn anh em. Gắn này được 7 lạng. Con hành không dính. Ở đây toàn là đá vậy không à. Đặt mấy cái đá đá này dễ dính hồ mèo. Dính hồ ngựa mới ghê chứ. Gặp cái lợp này, lợp nhỏ. Ôi trời, kênh sẽ mau sẵn. Ây da, kênh sẽ mau sẵn. Ây da, hết hồ mày. Trời ơi trời, ghê quá. Lợp cũng khó, nghe chặt cứng luôn á. Con này nó dữ lắm luôn. Con này bắt ra là đớp liền ngay tại chỗ, không phải gì phải suy nghĩ. Chà bá lửa luôn. Trời ơi trời, nó bò ra đi. Bích lập luôn. Ra đi em. Phình lên. Con này tất cả khoảng 6-7 lạng á. Câu giờ anh em. Chưa chịu ra nữa, ở trong đây nó khoái quá. Đó. Ra đi. Ra nó quay đầu đớp rồi nè. Ghê lắm. Xong ra chưa cho nó kênh xà màu. Ghê anh em. Đớp liền nè, giờ thò tay vô chụp nó là đớp liền. Thôi trời, nó phình lên bự kìa trời. Chập bánh lửa luôn. Nó kênh nó sẵn vậy chứ mình giờ mình thò tay vô mình làm mà mạnh quá là nó quay lại đớp mình liền. Ôi kìa trời. Ây à, trời 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 trời. Ui, về. Mình thấy hung dữ ghê ha. À, nhậu ghê chưa? À, nhậu ghê chưa? Con này bật lên bên này mà. Trời ơi. Ê. Ôi trời. Thôi.
Gì đi. Ý bồ 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 bạn nha. Con gắn này nó vô hơi lâu quá nè. Cái đầu nó cũng chạy hết rồi kìa. Dùng bắt đây. Rồi giả bầu chết luôn. Xạo phải ớn thiệt chứ. Hậu điếm mà. Nó chết queo rồi đó. Nó không, giờ nó chết rồi đó. Bây giờ bà bỏ nó ra, bỏ nó đi, đừng ai đụng tới nó, mà khoảng xíu xíu thôi, khoảng một phút thôi là nó giật mình gì nó chạy liền. Ôi trời, xạo không chết mà cái đuôi còn quẩy quẩy nữa kìa, xạo thì ớn thiệt. Ôi mày xạo thì bắt mày bỏ vỏ đi. Còn gắn đầu tiên cái luồng bẫy hôm nay luôn anh em ơi, con hổ ngựa. Người này thật được 6 lạng. Ngon chưa, chả bộ chết luôn à. Chỗ này lúc dính hổ dện ký tới giờ hết dính luôn. Mà cái này nó im lắm. Neo neo kiếm hổ hành. Trời ơi, không thể hiện tượng luôn. Trời ơi, dính được hổ dện đó anh em ơi. Trời ơi, ngon 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 ngon. Ủa, con này dính con này chắc hết luôn quá. Cái này cặp luôn nè. Ủa, con này cũng nhẹ. 6-7 lạng quá. Trời ơi, rồi 6-7 lạng luôn. Mới can 6 bạn luôn. Cái con này là dính nơi chắc được cặp anh này. Trời ơi. Ồ, con này 6-7 lạng nhỏ hơn con trước à. Không, để Dương đi ra ngoài xe bắt anh em à. Tại cái không, mà đó là cái lỗ xe Dương để ngoài đó nè. Không, bây giờ Dương đi ra ngoài đó bắt anh em à. Kỳ dữ vậy ta. Cái chỗ này là hồi đợt trước là Dương dính một con nó cũng không ăn chuột luôn, chuột chết đó anh em. Chuyến này chuột nó cũng chết nè. Cái chuyến chuột này không phải là nó ối nha. Ôi trời. Làm như là hổ dện là làm như chuột chết nó mới vô hay sao. Con này thì nó mới vô anh em ơi. Kỳ cục ha. Em để ý kỹ nè. Mà Dương đặt cái kiểu này là chính kiểu này là rất là nhiều luôn anh em. Chuột chết nó mới vô không à. Rồi ghê vô. Ê. Mà cái lợp này á, là coi như là đợt trước chính hổ dện 1 ký. Là cách đây là khoảng 1 tháng. 21 bữa nó mới dính được con này nữa anh em. Ở đây cũng gần nhà người ta dữ lắm. Công hôm luôn. Chơi mày luôn. Kiếm cây chim nữa. Tay cũng khó làm đó nữa. Rồi. Bò ra đi chụp đầu em luôn em ơi. Hổ dê này nó cũng mới tinh. Dễ quay. Ó gà đó nè. Gà là dục chụp đầu. Con này nửa ký lô vậy. Con này với con đợt trước cái đường ký á. Đó, đó. Hổ dện đi ve được luôn nè anh em. Bởi vì hổ dện này cũng dễ xảy lắm. Vô mà không hết mình nó xảy. Nó ve ra là chờ gì mà chưa chụp ra. Có người ta mình bắt khách thấp lên nè. Yeah. Vậy mà nó chưa chịu bò ra mới ghê chứ. Lợi hại. Con lành. Đó, nó thở như trâu lên, kêu hổ trâu mà. Thì... À. Ồ, con này. Chuẩn bị lột da nè nè. What? Vô nó bị cái hôm đâm nó. Ây da. Ôi. Yeah. Rồi con thứ hai của cái luồng bẫy hôm nay luôn anh em ơi. Yeah. Trời ơi, trời. Con nửa ký lô gì. Ngon lành chưa. Em nhìn cái đầu nó mới vô luôn à. À, cái đầu nó mới tinh luôn. Là biết nó mới vô à. Mà vô là cái bẫy này là con chuột nó chết. Con này nửa ký. Ngon lành cành đào. Thôi để Dương bỏ gắn này vô rồi. Mình đi thăm những cái bẫy kế tiếp ha nè. Hồi tập trước anh em là Dương dính hổ dện cái gốc men đó đó. Hổ dện kilo 3. Thì lúc đó cũng gặp ông chủ á. Rồi Dương cũng đặt lợi luôn. Dương cuốn luôn gặp ông chủ chạy á. Thúi hảo luôn. Ôi nó hoành anh em ơi. Trời ơi trời được. Trời ơi trời. Bữa nay cái ngày gì mà dính toàn là gắn vô mà toàn là chuột
chết không rồi ta. Em nhìn nữa nè. Rồi ngon. Bà hoa này 4 lạng nha, bà 4 lạng anh em ơi. Vô. Rồi bữa nay dính gì là cũng im nha anh em. Tại bữa nay cũng có ông chủ ổng canh chung tôm á. Vừa không dám nói chuyện lớn mình sẽ lộ anh em ơi. Con hoa hành này cũng ngon lành cành đào rồi. Cái màu con này là nó cũng sắp lột nè anh em. Cái màu nó chỉ sắp chuyển sang màu ngà ngà trắng nè. À. Con này là để hai bữa nữa, hai ba bữa nữa là lột anh em ơi. Con chuột này để bắt con chuột ra coi. Ủa con chuột này ối là chết anh em. Không. Chuột này là chuột chết chứ không phải nó ối đâu. Ối là chuột dài thằng lòn, cái giò nó xuôi theo luôn á. Chuột luôn. Rồi, con này tầm 3 lạng, chuẩn bị lột, con lành cành đào. Đám con lông mà đẹp quá trời đẹp luôn. Cái bãi này vừa cũng mới dời. Con hoành kia gửi kìa. Ủa, không thấy hiện tượng gì hết rồi. Nhà hiều luôn rồi nè. Ôi dồi, trời, con mèo trời. Ôi trời. Nhìn nó kìa. Con này con hô mèo, cái này gắn độc nha anh em. Nó phun độc được đó, ghê lắm. Bỏ tài. Bây giờ con hô mèo này Dương cũng không bắt và nó cũng không thả nó luôn anh em ơi. Tại nó nhỏ quá. Bây giờ mình cũng không để cho nó sống ha. Thì con này nó sống thì nó đem lại cái nguy hiểm. Bây giờ Dương sẽ bỏ nó xuống nước, mình trắng nước đó, rồi chuyến sau mình thăm á, rồi mình lấy cái lợp chứ bắt con này, mấy con này nó cũng nguy hiểm lắm, nó nhỏ xíu à. Không thả, cũng không để cho nó sống luôn nha. Nó sống thì nó nguy hiểm lắm, để cho trắng nước nữa. Rồi đó, xuống đó ngủ đi em. Rồi, để cái lợp này chứ sao mình đi mình lấy. Phải ngập cái lợp mới được. Chứ không ngập là nó không chịu nổi nữa đâu. Rồi, mình đạp xuống ngập rồi. Rồi, để đi em. Nãy đang quay tự nhiên cái có điện thoại anh em ơi. Thì cái bẫy này là cuối cùng nó cũng không dính rồi. Thì anh em xem clip thì cũng biết Dương dính được bao nhiêu con gắn rồi ha. Thì cho Dương kết thúc clip tại đây nha anh em. Anh em thấy gì chưa anh em? Đáng lẽ ra là Dương kết thúc clip rồi. Nhưng mà tại cái bẫy này là hồi từng rồi là nó không còn con chuột luôn anh em. Con chuột nó chết queo luôn rồi. Là Dương để đại vô nhưng mà Dương dở lên Dương dính được con hổ mèo anh em. Con hổ mèo này nó nhỏ xíu xíu rồi trời. Ở trên YouTube là Dương chưa thấy ai dính được những con hổ mèo nhỏ như gì luôn á. Cực kỳ nhỏ luôn trời. Mà những nguy hiểm con cái là những cái con này nè anh em, nó rất là ghê đó. Nó nhỏ gì mà nhờ cái lợp này á. Là cái lợp của Dương lưới 8 ly nha. Chứ còn dính một lưới 1/2 là mấy con này nó dễ kẹt đầu lắm. Mà nó kẹt đầu là cái mức độ nguy hiểm của nó rất là cao. Mà những con hổ mèo như thế này á anh em là nó hung dữ lắm, chưa cho nó phình mang à. Hải Dương mới mở bao ra mà nó ngóc đầu nó phun cái. Mà nhưng mà những cái con này nọc độc nó cũng ít anh em ơi. Quá nguy hiểm, đã Dương bảo hộ lại, Dương quay cặn lại ha. Dạ, nghe chưa? Ghê hồn không? Nó nhỏ xíu mà nó hung ghê lắm. Trời. Ướt lạnh thiệt chứ. Kìa anh em. Ôi trời. Em thấy nó nhỏ xíu luôn, nó bằng ngón tay cái gì à. Nó không giữ gì đó. Trời ơi là trời. Nay thăm bảy gặp cái thứ gì thôi, gần mấy ngày gần Tết mới gặp thứ gì không trời. Nó nhỏ xíu xíu luôn. Phình mang ghê thiệt chứ.
Trời, quá nguy hiểm. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ Dương nha. Thì Dương cũng không biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn. Cảm ơn anh em đã bỏ chút thời gian quý báu của mình ra xem hết clip của Dương ha. Còn bây giờ cho Dương nói lời tạm biệt và hẹn anh em vào những video kế tiếp nha. Bye bye.